Thầy chào các em. Trong buổi học hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề số 2, đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022, môn toán 12. Đề gồm có 40 câu trắc nghiệm. Câu số 1, hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng 1 đồng biến trên khoảng nào? Thì câu này chúng ta sẽ tính độ hàm, sau đó cho độ hàm bằng 0, lập bỏ biến thiên thì chúng ta sẽ tìm được khoảng đồng biến của nó. Độ hàm là y phải bằng trừ 3x bình phương cộng cho 6x cho y phải bằng 0 thì chúng ta có được hai nghiệm x bằng 0 hoặc x bằng 2 sau đó lập bản biến thiên x y phải này là y được chưa thì chúng ta có là, là nghiệm là 0 này nghiệm là 2 này dưới 0 ghi số 0 dưới 2 ghi số 0 thì cái hệ số A là nó âm Đấy chưa? Để số A là âm. Cho đó thì cái khoảng cuối cùng cùng dấu A. Khoảng cuối cùng là khoảng từ 2 đến cộng vô cùng này, cùng dấu với A này. Cho đến chúng ta đổi dấu lại dấu cộng, dấu trừ. Và nó chính là giảm, tan, giảm. Vậy đồng biến đang khoảng gì đây? Khoảng 0 đến 2. Hôm số đồng biến đang khoảng 0 đến 2. Vậy thì câu 1 chọn đáp án A. Được chưa? Đó. Tiếp theo câu số 2 tính đạo hàm của hàm số A bằng logarit số 2 của x cộng 1. Thì à, chúng ta nhớ công thức thôi. Logarit số A của U đạo hàm. Thì bạn U phải chia cho U log, log, log của A. Nhớ chưa? Logarit số A của U đạo hàm sẽ bằng U phải chia cho U Logan 3 của a. Vậy thì cái bài của em là logarit số 2 của x cộng 1 thì c ra y phải nó sẽ bằng là gì đây? U chính là gì? U chính là x cộng 1 còn a chính là 2 này. Vậy bằng y cộng 1 đạo hàm chia cho U log a nghĩa là x cộng 1 log 3 của 2. x cộng 1 đạo hàm thì bằng bằng mấy? Bằng x đạo hàm cộng 1 đạo hàm x hợp bằng 1 và kết quả tử là bằng 1 nha. Còn dưới mẫu là x cộng 2 nhân cho log nơi 3 của 2. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án gì đây? Đáp nào? Đáp án C đúng chưa? Đáp án C. Nhá công thức nha. Tiếp theo là câu số 3. Tập nghiệm x của bác phương trình logarit số 10. Cái đây chính là l alpha chính là logarit số 10 đúng Logarit số 10 của 2x 2 lớn hơn bằng logarit số 10 của x 1. Thì à cái bắt phương trình này chúng ta giải lại gì đây? Cơ số đây là cơ số 10 đúng không? Lớn hơn 1 rồi. Vậy thì cái bắt phương trình sẽ tương đương Bắt phương trình sẽ tương đương nè. Tương gì đây. Tương đương với 2x -2 trừ 2 lớn hơn bằng x cộng 1 mà điều kiện ở trong logarit là cái này chỗ này sẽ là 2x trừ 1 lớn hơn 0 này x cộng 1 lớn hơn 0 cho đó thì cái này chúng ta phải cho lớn hơn 0 chưa? cái này lớn hơn cái này nhưng mà cái này buộc phải lớn hơn 0 được chưa này và chúng ta sẽ giải cái hệ này giải cái, cái này thành hai hệ thành một hệ phương trình đúng không là cho cái này này 2x 2 lớn bằng x cộng 1 x cộng 1 lớn hơn 0 nữa chúng ta giải cái hệ này vậy đây Vậy là 2x 2 này nó sẽ lớn hơn gì? Lớn bằng x cộng 1, được chưa? 2x 2 lớn lớn bằng x cộng 1 và x cộng 1 lớn hơn 0. Và thứ hai là x cộng 1 phải lớn hơn 0. Giải cái hệ này ra. Chuyển cái x sang bên trái thì còn là x nè. Chuyển trừ 2 sang phải là x lớn bằng 3. Còn x cộng 1 lớn bằng 0 thì x lớn bằng trừ 1. Được chưa? vậy thì uh, hai cái này hai cái này cùng lớn đúng không và lớn nhất sẽ là chọn đáp án gì x lớn bằng 3 đúng không x lớn bằng 1 x lớn bằng trừ 1 thì chúng ta lấy cái lớn nhất là lớn bằng, bằng bằng, 3 bằng 3 chính là nửa gì đây nửa khoảng gì đây là mấy từ 3 đến cộng vô cùng chưa đây dấu bàn thấy chưa Vậy thì câu số 3 đúng đúng ở đây chính là đáp án C rồi chưa? Đáp C. Tiếp theo là câu số 4, hàm số y bằng 2x cộng 3 chia x cộng 1 có bao nhiêu cực trị? Thì hàm số này là hàm số bậc 1 trên bậc 1 thì nó không có cực trị nha. Hàm số này không có cực trị. Bởi vì nó đồng biến trên hai khoảng hoặc là nghịch biến trên hai khoảng thì nó không có cực trị nha. Cho đó thì à, câu số 4 chọn đáp án đúng là đáp án B nha không có học Tiếp theo là câu số 5. Cho hàm số y bằng 2x cộng 1 chia x trừ 1, chọn khẳng định đúng. Đó bằng A. Hàm số đã cho đồng biến trên R. Cái này sai nha, hàm số này không đồng biến trên R bởi vì D nó bằng R bỏ đi một Do mẫu khác không đó do cái này loại đi. Đơn B thì hàm số đã cho đồng biến trên mẫu khoảng trừ vô cùng đến 1 và 1 đến cộng vô cùng. Chúng ta kiểm tra độ hàm nữa nha. Cái độ hàm này nè. bằng nghĩ đây. Sắp ra. A, A, B, C, D đúng không? Thì chúng ta sắp ra là 2 này. 1. Rồi 1 trừ 1. Và chia cho mẫu bình phương nữa nha. Mẫu bình phương. Thì lấy 2 nhân trừ 1 là trừ 2. Trừ 1 nhân 1 là 1. Trừ 1 nó là trừ 3. Vậy mẫu bình phương mẫu luôn lớn hơn không nha vậy cái này sẽ là bán không độ hòm nó bán không đâu phải không độ hòm bán không độ hòm bán, bán không thì hòm số này nghịch biến phải đồng biến này nha sai đồng b sai nha đón c là hòm số đã cho nghịch biến treo rằng lưu ý là cái hòm này không sát treo rào nha đó thì cái này sai luôn vậy thì đó ấn d là đón đúng, đúng bởi vì hòm số này nghịch biến trên hai khoảng đó là trừ vô cùng đến một và nha nhớ chữ và và một đến cộng vô cùng Vậy câu nam chọn đáp án đúng là đáp án D nha. chú ý nha. Tiếp theo là câu số 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số M để phương trình 3 mũi x bằng m có nghiệm thực. Chúng ta lưu ý là hầm mẫu thì lớn hơn 0, nhớ là a mũ là luôn lớn hơn 0 này. Đó. Vậy thì 3 mũi x sẽ lớn hơn 0. Đúng chưa? Mà 3 mũi x các bạn mà, vậy thì m phải là lớn không đúng chưa vậy thì câu 6 chọn đáp án đúng là đáp án gì đây a à, nha 6 chọn a tiếp theo là câu số 7 cho hàm số y bằng x mũ 4 cộng 4x bình phương cộng 3 có đồ thị là c tìm giao điểm của c và trục hoành giao điểm của xe trục hoành có nghĩa là chúng ta xét phương trình hoành độ giao điểm của xe trục hoành có nghĩa là chúng ta cho gì đấy x mũ 4 cộng cho 4 x bình phương cộng 3 bằng 0 thầy xem như đây là phương trình bậc 2 ẩn là ẩn x bình thầy bấm máy tính kiểm tra có nghiệm hay không mút 53 hệ số A là 1 hệ số B là 4 hệ số C là 3 thì cái này nó có nghiệm âm hết chưa âm hai nghiệm âm cho đó thì cái này không có nghiệm mà phương trình này không có nghiệm nghĩa là t nó không các gì trục quần vậy thì ở đây câu 7 chọn đáp án đúng là đáp án gì đây đáp án d chưa tiếp theo là câu số 8 tập nghiệm của bắt phương trình 1 phần tất cả mỗi x bình trừ x lớn bằng 1 phần có dạng là đoạn AB khi đó A cộng B bằng bao nhiêu để tính A cộng B thì chúng ta phải giải bắt phương trình nào chúng ta tìm cái đoạn này vậy thì bắt phương trình sẽ tương đương hai cái này cái cơ số này là 1 một 2 phần, một phần nha cơ số là 1 4 thì chúng ta sẽ chuyển 1 4 là bằng 1 2 tất cả mũ 2 và bắt phương trình tương đương nè bắt phương trình tương đương 1 2 tất cả mẫu x bình phương trừ x sẽ lớn bằng 1 phần 2 tất cả mũ 2 đồng ý chưa 1 phần 4 bằng 1 phần 2 tất cả mũ 2 hai. hai cái này cùng cơ số mà lưu ý cơ số bán 1 thấy chưa thì bắt máy nó đổ chiều tức là bắt máy nó ngược chiều sau bắt cũ gọi là x bình phương trừ x nó sẽ gì đấy bé hơn bằng 2 và chúng ta chuyển 2 sang bên trái là x bình phương trừ x nó sẽ gì trừ 2 nó bán bằng 0 lúc này thì thầy sẽ giải được là cái này phương trình này thì có hai nghiệm đó là trừ 1 và 2 đúng không a trừ b cộng c bằng 0 trừ 1 và 2 vậy thì x nó sẽ lớn bằng trừ 1 bán bằng 2 được chưa vậy là xây ra cái đoạn này đây cái đoạn AB của mình nó sẽ là đoạn như đây sẽ trùng một đoạn nào sẽ bằng đi bằng cái đoạn trừ 1 đến gì đến 1 à, trừ 1 đến 2 được chưa trừ 1 đến 2 vậy là A chính là Trừ 1, B là 2. Vậy A cộng B bao nhiêu? Vậy là A cộng B. sẽ bằng như đây. A chính là trừ 1, B là 2. Trừ 1 cộng 2 chính là bằng 1. Vậy câu số 8 đâu có đúng ở đây. Chính là đáp án B nha. Câu 8 chọn B. <cười> <cười> Tiếp theo là câu số 9. Câu 9 nè tìm tất cả các giá trị thật của thông số m để phương trình 2 x 4 cộng 2 x bình bằng m có bóng nghiệm thật phân biệt thì à, câu này chúng ta sẽ tính độ hàm chúng ta lập bảng biến thi thì chúng ta sẽ tìm được cái m giá trị m thì tính độ hàm nha tính độ hàm này chúng ta cho cái này chúng ta coi như là cái đây gồm đồ thị c đúng không và đường thẳng d được chưa Thái xác xe này y bằng trừ x4 cộng cho 2x bình phương y phải bằng gì đây bằng trừ 4x mũ 3 cộng cho 4x và cho y phải bằng không chúng ta tìm ra hai nghiệm là gì đây Mà tìm ra được 3 nghiệm 3 nghiệm là gì x bằng 0 hoặc x bằng cộng trừ 1 được chưa sau đó chúng ta lập bản biến thiên bản biến thiên này x y phải và y được không? thì đây sẽ có gì đây là, đây là trừ vô cùng này chỗ đây là ba nghiệm thì nghiệm bé nhất đó chính là trừ một bé nhì cho nghiệm lớn hơn sẽ là không cuối cùng là một được chưa? đây là, là cộng vô cùng chứ này riêng không này riêng không thì hệ số a nó dương như đó âm đúng không âm như đó thì cái này cuối cùng khoảng hệ số a âm như đó khoảng cuối cùng cùng dấu a đó là dấu trừ này dấu cộng này dấu trừ dấu cộng và nó tan này giảm tan giảm được chưa vậy thì cái chỗ này chính là trừ một theo vào đây x bằng trừ một theo vào đây được chưa trừ một theo vào đây là được mấy đây trừ một theo vào đây là được x bằng được y bằng đúng không đặt 1 này còn x bằng 0 thay vào đây được y bằng 0 thôi. x bằng 1 thay vào đây được là cũng là y bằng 1 luôn. Đúng không? Bằng 1. Vậy thì cái hàm số cái, cái quan cái, cái phương trình này, cái phương trình này có bốn nghiệm phân biệt, có nghĩa là các cái đồ thị hàm số C này, các đường thẳng D y bằng m á tại Tại bốn điểm phân biệt, hay nói khác là D các C tại bốn điểm phân biệt. Thì này suy ra yêu cầu bờ toán tương đương là m sẽ lớn như đây nếu mà c các d các c tại bốn điểm phân biệt thì ra đây thì cái mà phải lớn mấy cái mà phải lớn hơn không đúng không lớn không hết giờ lớn không bán một vậy là mờ phải lớn không bán một vậy thì câu chính chọn nó bán đúng là nó bán c mà mà lớn không bán một chưa tiếp theo là câu số mười cho a, b, c là các số thực dương khác không. Biết logarit số a của c bằng 2, logarit số b của c bằng 3. Tính phi bằng logarit số c của a nhân b. Thì cái này chúng ta biến đổi cái này này, đổi cái chỗ phi này là ra thôi. logarit phi bằng logarit số c của a nhân b. Tách làm hai đang nha, tách làm hai ra biến đổi tích về tổng bằng logarit số c của a cộng logarit số c của b ở đây thì đề nó cho logarit số a của c bằng hai rồi logarit số b của c bằng 3. chúng ta biết là logarit số a của b á là bằng một phần log logarit số b của a vậy logarit số c của a sẽ bằng 1 phần logarit số a của c đừng nhầm chưa? còn logarit cơ số b của c của b thì bằng 1/1/a 1/ logarit cơ số b của c. Vậy thì chúng ta thay vào thôi. 1. logarit cơ số a của c là bằng 2 1/2 này. logarit cơ số b của c bằng 3 thành căn 1/3. 1/2 căn 1/3 chính là bạn 5/6. Vậy thì câu uh, số 10 chọn đáp đó, án đúng là đáp án A nha. Tiếp theo là câu 11 đô thị của hàm số y bằng x trừ 2 tất cả chia x bình trừ với x cộng 2. Có bao nhiêu tiệm cận? Thì cái hàm số này chắc chắn có một tiệm cận ngon là bằng Y bằng 0 rồi bởi vì sao? Bậc tử nhỏ mật mẫu. Tiệm cận ngon là chắc chắn là Y bằng 0 nè. Đó, một tiệm cận ngon nha Thì con đứng thì ta cho mẫu bằng 0. Nhưng mà nhớ nghiệm mẫu là không trùng với nghiệm tử thì mới được thì chưa? Dưới mẫu chúng ta cho x bình phương trừ 3x cộng 2 bằng 0. x bình phương này trừ 3x cộng 2 bằng 0. Tìm được hai nghiệm là x bằng 1 hoặc x bằng 2. Ở tử có x bằng 2, nghiệm x bằng 2 chưa? Tử là cho tử bằng 0 này, x bằng 2 rồi nha Vậy nghiệm x bằng 2 trùng chưa? Trùng nghiệm tử chưa? Mình chúng ta loại đi. Vậy coi như là có một đứng một ngon thôi. Tóm lại thì nó họ có bao nhiêu tìm cận đúng không? Đâu bằng đi. 1 đứng x bằng 1, 1 ngon là y bằng 0. Tiếp theo câu 12. Biểu thức căn bậc 2 của a nhân căn bậc 2 của nhân căn bậc 3 của a, a bình phương nhân căn bậc 6 của a. Viết dưới dạng lý thừa với số mũ hữu tỷ là thì cái này biến đổi thôi. Chúng ta có nhớ này căn bậc 2 của a thì bạn a mũ 1 phần 2 còn căn bậc 2 của A. Căn bậc 3 nha, căn bậc 3 của A thì bằng gì đây? A mũ 1 phần 3. Còn căn bậc bậc à, bậc hàm bậc N của x mũ M. Căn bậc N của x mũ M tổng quát này. Toàn x mũ M phần N. Rồi. Vậy là căn đây. Căn bậc 2 của A này nhân căn bậc 3 của A bình phương nhân căn bậc 6 của a. các bạn bằng đây Thì nó bằng là a mũ 1 phần 2, đúng chưa? Còn căn bậc 3 của a bình phương thì nó bằng gì? a mũ 2 phần 3, áp dụng thức này nha. Rồi căn bậc 6 thì chúng ta sẽ nhân cho a mũ 1 phần 6. Bậc 6 của a là a mũ 1 phần 6 nha. Tất cả cái này cùng cơ số khi nhân lý thừa cùng cơ số thì chúng ta giữ cơ số lại, lấy mũ cộng lại với nhau cây số dưới lại nha cái số là a đó cái mẫu còn lại với nhau là 1 phần 2 cộng cho 2 phần 3 cộng cho 1 phần 6 1 phần 2 này cộng cho 2 phần 3 cộng cho 1 phần 6 thì nó bằng là 4 phần 3 nó bằng A mũ 4 phần 3 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C Tiếp theo là câu số 13. Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào? Thì chúng ta quan sát đồ thị này. Cái đồ thị chúng ta vẽ từ đây đúng không? Đi xuống này, đi lên, đi xuống đi lên thì cái nét cuối này, thấy không? Nét cuối là nó đi lên được Nét cuối đi lên chưa? Nét cuối đi lên thì đồ thị này có hệ số a lớn gì? Lớn hơn 0. chưa? Đây là một bóng trùng phương nha. Nhớ, và hệ số a lớn hơn không thì chúng ta sẽ loại được rõ như đây c do hệ số a này là từ một nhỏ hơn không loại ngay ra rồi sau đó chúng ta có những cái điểm sau thứ nhất là điểm là không không là bọn này đi qua điểm o là không không này điểm này là điểm suy điểm a đi đúng không điểm a này đây là điểm b đi và có điểm a là bao nhiêu đây quanh là một tung là trừ một này quanh một tung trừ một điểm b là quanh trừ một tung trừ một luôn đó bây giờ chúng ta can thôi và chúng ta lưu ý này chúng ta có là x bằng 0 y bằng 0 chưa x bằng 0 y bằng 0 vậy cái này này chúng ta loại nó bằng ngoài nha x bằng 0 y bằng trừ 1 rồi thấy chưa loại này đơn b cũng loại luôn x bằng 0 y bằng 1 loại cho để đoán đề rồi còn nếu mà các em chưa chắc thì các em sẽ bấm kiểm tra này nha x mũ 4 trừ 2x bình phương chúng ta c là c x bằng 0 cho khó can nha nó biết rồi căn x bằng 1 này đúng chưa chính xác chưa X1, -1. Tiếp. x 1 y bằng trừ 1 căn tiếp x bằng trừ 1 y bằng trừ 1 ok cho hầm một bốn trùng phương đó là x đối nhau thì tôi bằng nhau rồi chúng ta căn một cái này là chúng ta biết đâu đó rồi tiếp theo là câu 14 hầm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng trừ vô cùng đến cộng vô cùng thì câu này chúng ta để ý này hàm số đơn C này thì số a nó âm chưa đúng chưa anh nó âm thấy chưa và delta nó nhỏ bằng không nó là ok chọn cái c độ hàm xem sau này đây độ hàm cái c trước này y phải cho bạn trừ 3 x bình phương trừ cho 3 a 6 x lỗi cộng 6 x cộng 6 x 3 này cái này chính đạt đặt 3 ra ngoài đi ở trong là còn trừ x bình phương trừ cho 2x cộng cho mọi trừ cho mẫu đúng không trừ cho mẫu thì cái này hệ số a à, bỏ hệ số a 3 ra ngoài không đi trong còn lại là x bình phương cộng 2x đúng không à, trừ hệ x được chưa đúng rồi cái, cái này cộng 1 ừ, ok thì cái này chúng ta bỏ đi thì chúng ta thấy số a nam chưa hệ số a nam rồi chúng ta cho đến ta phải nó bé bằng không nữa là sao âm chưa a âm này chưa a nhỏ không này delta phải là bằng như đây một bình phương trừ cho một bằng không chưa bằng không mà chúng ta lưu ý là a âm delta mà nhỏ delta phải mà nhỏ bằng không thì nó sẽ không này nghịch biến đúng không chưa suy ra f đây nó sẽ bán bằng không đúng không vậy thì câu uh, số 14 bốn đúng, đúng ở đây chính là đáp án c còn cái này chúng ta không biết lắm đó, thì chúng ta sẽ dùng cái tính chất uh, tính chất độ hòm này chúng ta sẽ bấm cái dấu shift tích phân này đó cái này là độ hòm này chúng ta sẽ nhập vào trừ x mũ 3 này cộng 3 x bình phương trừ 3 x và cộng cho một chúng ta sẽ uh, can nó bấm chữ x nha chúng ta c chúng ta can nó dụ như căn trừ tám này đó, trừ cộng, trừ, nó trừ vô cùng cực nó nó chạy từ trừ vô cùng đến cộng vô đúng không? Từ 8 nè. Đặt biến Đấy giờ đó giờ canh tiếp một số này là bằng 8 xung sau. Đúng không? Bảng biến thôi được rồi. Đâu, đồng, đồng, đồng được chưa. Đúng đúng đoạn xe rồi Rồi, tiếp theo câu số 15. Câu 15 cho hình chóp tứ giác đều ABCD a, có cạnh đáy bằng a góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 độ. Tính thể tích V của khối chóp đã cho. Thì câu này chúng ta vẽ hình thôi. Vẽ hình xong rồi tính. Hình chóp tứ giác đều. Đây, đáy là hình vuông nha. Đáy là hình vuông. Thì chúng ta vẽ hai đường chéo này. Để tìm chân đường câu. Rồi hạ xuống ra. Đó, hỏi đường thẳng vuông góc xuống trên đường cao đó chính là x này cái này vẽ nó hơi... chưa chuẩn lắm rồi chưa đó chính là a b c đây là o nghe rồi tương đối thôi rồi cái cạnh cạnh đáy bằng a rồi mà tính này chúng ta lấy này để tính v chúng ta cần biết gì đây v bằng một phần ba v chốt bằng một phần ba diện tích đáy đáy chính là ABCD là hình vuông á nha chiều cao chiều cao chính là xo nha giờ đó do nó tới điều mà thì à, chúng ta có được cái diện tích đáy rồi chúng ta cần cái đây cần tính cái gì chiều cao nữa là sau đây bạn gì đây một phần ba này đáy chính là a bình phương được chưa diện tích đáy là a bình phương chiều cao phải tính xo tính thì chúng ta thấy là cái góc giữa cạnh bay mặt đáy chính là góc nào cạnh bay thì chọn cạnh nào cũng được đó do tất cả các cạnh bay bằng nhau rồi chọn cạnh bay là x xd nha xd cho dễ này đây mặt đá đây là a b c d đồng ý chưa cạnh bay thì chọn là xd thì xd với a b c d chung điểm d chưa chung điểm d rồi chung điểm d nha chung điểm d từ x hạ đường thẳng vuông góc xuống đáy thì rõ ràng x gì xo vuông với đáy chưa đúng không góc giữa cạnh bay SD với đá chính là góc XD góc này này. Được chưa? Góc này để cho là 60 độ đúng không? Cái này để cho là 60 độ. Bây giờ để tính được cái XO uh, thì chúng ta cần biết OD. Bởi vì toàn 60 độ bằng đối là OD chia kỳ là chia đối là XO chia OD đúng không? kì là OD được chưa? Mà OD thì bạn một nửa BD. Mà đường chéo hình vuông thì bạn cạnh nhân căn 2 đúng không? Vậy OD sẽ bạn A căn chi 2 chia 2. OD này bằng gì đây? A căn 2 chia 2. Vậy thì chúng ta tính to 60 độ bằng đấu là XO chia cho OD. Từ đây chúng ta tính được thằng XD XO nha, XO. XO bạn OD nhân nhân to 60, to 60 chính là căn 3. OD chính là A căn 2 chia cho 2. Chỗ này tính được là tính toán gì đây? thành A căn 6 chia cho 2. Được chưa? phải uh, là A càng 6 chia 2 chưa lắp vào đây nhân cho A càng 6 chia cho 2 thì uh, nó được là A mũ 3 càng 6 chia 6 kết quả là bằng A mũ 3 càng 6 chia 6 được chưa đây chính là đáp số này chưa vậy thì câu 15 đáp án đúng ở đây chính là đáp án gì đây 15 chọn đáp án gì đáp án A đúng không 15 chọn A Tiếp theo là câu số 16. Thể tích của hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng A. Bây giờ là họ cho tất cả các cả cạnh bằng A cũng như cạnh bay mà cạnh đáy luôn. Đúng không? Cạnh bay mà cạnh đáy nha. Chúng ta lấy cái hình để xài luôn được, được này. Phải là hình mới đi, phải là hình mới nha. Đây. Rồi, phải là hình mới này. Đây, Bài, bài. Bài lại cái này sao. Mình mở ra đây lại lại nè. Phải chụp phải chẳng đường câu trước nha, đây là tâm ô này, đó. dựng thẳng đứng đây. Ở trên là Aic nè, đây là ô nha. A B C D. chưa? vậy thì uh, mình cho tất cả các cạnh bàn A đúng không nghĩa là cạnh bay này nó bằng cạnh đáy rồi và cái này thì chúng ta cần biết cái gì diện tích diện tích đáy là bằng uh, cạnh nhân cạnh ở bình phương của nó tìm chiều câu nó là xong vậy thì cạnh đi nó bằng gì đây xD bằng A luôn này và cái cạnh OD thì bằng A gan 2 chia 2 nha A căn 2 chia 2 và chúng ta cần tính xO là sao xO bằng gì đây xO sẽ bằng x xo này sẽ bằng k bậc hai của xd bình phương trừ cho od bình phương bởi vì chúng ta có Peter go theo beta -go thì chúng ta có là xd bình phương các bạn xo bình phương cộng cho od bình phương vậy thì xo bình phương sẽ bằng xd bình phương trừ cho od bình phương do đó xo sẽ bằng k bậc hai của xd bình phương trừ cho od bình phương vậy bạn k bậc hai cái gì đây xd bình phương là a bình phương này trừ od bình phương là trừ cho a căn hai chia hai tất cả bình phương chúng ta bấm máy này cái bậc hai của mẫu ra yeah. ai cho bằng mẫu đi trừ cho cái này can 2 càng 2 chia 2 nha yeah. tất cả bình phương thì nó bằng là căn 2 chia 2 gán A vào được là căn 2 chia 2 nha yeah. A can 2 chia 2 XO là A 2 chia 2 nha yeah. rồi xong rồi vậy là V chóp bằng gì đây 1 phần 3 diện tích đáy đáy chính là ABCD là hình vuông á vậy là A bình phương này nhân xo là nhân cho a căn 2 chia 2, kết quả sẽ là a mũ 3 căn 2 chia 6. Vậy thì câu số 16 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là gì đây? a mũ 3 căn 2 chia 6 đúng không? a mũ 3 căn 2 chia 6. Đúng chưa? a mũ 3 căn 2 chia 6 này. Đáp án B được chưa? Đáp án B. Rồi, tiếp theo, câu số 18 hòm số y bằng 4x bình phương trừ 1 tất cả mũ trừ 4 có tập xác định là thì cái này chúng ta sẽ cho gì đây cho cái 4x bình phương trừ 1 khắc không là sao cho mũ nó nguyên nó âm này chưa vậy thì chúng ta cho là 4x bình phương trừ 1 khắc không được chưa khắc không thì chúng ta giải được là x nó khắc cộng trừ 1 phần 2 Vậy thì tập định nó là D bằng R bỏ đi là 2 phần tử là trừ 1 phần 2 và 1 phần 2. Vậy thì câu 18 chọn đáp án C. Rồi. Tiếp theo là câu 19. Cho hàm số Y bằng Fx có đồ thị như hình vẽ hình đây thì người ta yêu cầu là tìm tất cả các giá trị của m để phương trình fx bằng m cộng 1 có 3 nghiệm phân biệt phương trình fx bằng m cộng 1 chính là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số a bằng fx bằng gì đây đúng không xóa đi chính là hoành chính là phương trình hoành độ của hàm số a bằng fx gọi là C này, đó là C đi Và đường thẳng D y bằng m cộng 1 đồng ý chưa? Bài để tìm để để phương trình này có ba nghiệm phân biệt thì cái D nó nó cắt C phải, phải là tại ba điểm phân biệt. Vậy cái D nằm ở đây này. Nằm ở đây này, nó chạy ở đây này. Đó đường D này. Đường D chính là y bằng m cộng 1. Vậy để cái đường D mà các xe tại ba điểm phân biệt thì D nằm ở chỗ này đúng không? D sẽ lớn mấy? Chỗ này là có hai này thấy chưa? D sẽ lớn trừ một đúng không? Lớn trừ một chỗ này, này. Chỗ này ba nghiệm chưa? Chỗ này là ba nghiệm chưa đúng không? Một này, hai này, ba này. Hoặc là D sẽ lớn hơn trừ một cái gì? Bán hơn ba. Không, hơn 3 ba là một hai này, ba điểm này. Vậy thì yêu cầu bờ toán tương đương là cái mà cộng một này là cái đường D đó nó sẽ lớn hơn trừ một hai cái số này quan trọng lắm nha, trừ một của ba đó lớn trừ một nhỏ hơn ba chuyển trừ chuyển một sang bên bên này chưa được là trừ hai chuyển một sang bên này là sẽ làm m nhỏ hơn hai vậy thì m sẽ lớn trừ hai nhỏ hơn hai thì cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt vậy câu 19 chọn đáp án đúng là đáp án gì đây 19 chọn đáp án gì đáp án c 19 chọn c nha Tiếp theo là câu 20. Câu 20 nè. Tìm tất cả các giá trị thật của tham số M sau so cho hàm số Y bằng MX cộng 5. Tất cả chỉ x trừ M có giá trị nhỏ nhất trên đoạn từ trên đoạn là 0, 1 bằng trừ 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn 0, 1 là bằng trừ 7. Thì giờ chúng ta tính đầu hàm trước tiên tính đầu hồng tính đầu hòm được không? Tính đầu hòm này. Đây. Thì ta sắp rồi thấy là m nhân với trừ m tức là trừ m bình phương này. Rồi cái này 1 nhân 5 là 5 trừ 5. Chia cho mẫu bình phương. Thì cái này trừ m bình phương trừ 5 là luôn bán không à? Bán không chưa? Bán không thì cái hồng trong cái trong cái đoạn này nó dõm đúng chưa? Nó dõm Rõ ràng chưa? Đoạn là từ 0 đến 1 nó sẽ dõm Đúng không? Bán không nó dõm rồi, nghịch biến thì cái mình nằm ở đâu mình nằm ở chỗ nào cái mình nó làm chỗ nào đây mình nằm ở số 1 hay chưa đó vậy là sẽ đây a y mình a y mình nha các bạn a tại đâu a tại 1 và đề cho là bạn trừ nè nhỏ nhất thấy chưa mình là nhỏ nhất đó thấy chưa vậy thay vô đây thay một đây chưa và được thì đây? được là m cộng cho 5 chia cho 1 trừ m bằng trừ 7 nó, cái này giải tìm mà thôi. Đây, bấm máy tính luôn. X cộng 5 chia cho 1 trừ x cho nó bằng trừ 7. Xếp xuống bằng luôn. M bằng 2. Giải được m bằng 2 nha. M bằng 2 thì đáp bằng đúng ở đây chính là đáp bằng B. Tiếp theo là câu 21. 21 câu 21 nè. Tìm nghiệm của phương trình logarit số 2 của x trừ 5 bằng 4. Thì chúng ta lưu ý là logarit số A của B thì A lớn 0 phát 1, B lớn 0 nha. Vậy điều kiện ở đây là x trừ 5 lớn 0 thôi. Nhớ nha. Điều kiện ở đây là như tôi nhớ là x trừ 5 lớn 0 thì x lớn 5. Chú ý nha. Vậy thì phương trình sẽ tương đương logarit uh, số 2 của x trừ 5 bằng 4 thì x trừ 5 sẽ bằng 2 mũ 4 x trừ 5 sẽ bằng 2 mũ 4 nha 2 mũ chính bằng 16 vậy là x bằng 16 cộng 5 bằng 21 21 là thỏa điều kiện cho x lớn 5 rồi cho đó thì uh, câu 21 chọn đọc on A nha chọn A tiếp theo là câu 22 khi đặt t bằng 2 mũ x phương trình 4 mũ x cộng 1 trừ cho 12 nhân cho 2 mũ x trừ 2 trừ 7 bằng 0 trở thành phương trình nào dưới đây có nghĩa là nó biến đổi phương trình theo t á thì chúng ta lưu ý này cái mà 4 mũ x cộng 1 thì tách thành là 4 mũ x nhân cho 4 trừ cho 12 cái này tách thành là 2 mũ x nhân cho 2 mũ trừ 2 chính là chia cho máy đây chia cho 4 luôn trừ cho 7 bằng 0. Mà t bằng 2 mũ x không? Cái này sẽ là t bình phương bởi vì 4 mũ x chính là 2 x 2 x tất cả bình phương. Và cái này chính là thành là 4 t bình phương này. Được chưa? 4 t bình phương. Cái này là t này. 12 chia 4 được 3 và nó là 3 t. 4 t bình phương trừ 3 t nha nha. Trừ cho 7 bằng 0. Chúng ta quan sát 4 đáp án A B C D. Đáp án đúng chính là đáp án gì đây? Đáp án C. Được chưa? Đáp án C nha. xe và cẩn thận nha rồi tiếp theo sẽ là câu uh, câu 23 câu 23 thì uh, cho hình chóp x có x mặt phản x a, B, và mặt phẳng x a, d cùng vuông góc với mặt phẳng ABCD người ta hỏi đường co của hình chóp là gì là cái đường nào thì chúng ta thấy nè mặt phẳng XAB a B và x a, d nó có giao tuyến chung là chính là XA a mà hai mặt phẳng này cùng vuông góc với mặt phẳng ABCD cho đó thì dấu tiếng nó phải vuông góc với ai? với ABCD thôi Mày tóm lại này XA chính là vuông góc mặt phẳng ABCD vậy thì cái đường co của hình chóp chính là XA thôi câu 23 chọn đáp án B tiếp theo là câu 24 câu 24 này cho A là số thật dương tùy ý khắc mẫu có nghĩa là A lớn không khắc á. mệnh đề nào sau đây dưới đây đúng thì câu 24 này chúng ta để ý này logarit cơ số A của B thì bạn một bằng 1 phần logarit cơ số B của A nhớ không Vậy đáp án A đúng rồi. Đáp án A là logarit cao số A 2 của x, 2 của A thì bằng 1 phần logarit cao số A của 2, chính xác. 24 chọn A. Tiếp theo là câu 25. Đô thị hàm số A bằng 2x cộng 1, tất cả chia x trừ 1 có tiệm cận đứng là muốn tìm tiệm cận đứng của đô thị hàm số này thì chúng ta cho mẫu bằng 0 thôi, bởi vì cái dạng này, đây là cái dạng A bằng AX cộng b đây là hầm bậc một theo bằng một nha chia cho c cộng d rồi chưa thì nó có tiệm cận đứng thì chúng ta cho mẫu bằng không thôi cho c cộng d bằng 0 còn tiệm cận ngon á, thì chúng ta sẽ lấy ax chia c và tiệm ngon chính là a phần c nhớ chưa thuộc lòng luôn như thế này và thế đây tiệm đứng là cho mẫu bằng không x trừ một bằng 0 x bằng chưa và câu 25 chọn đoán b thôi tiếp theo là câu 26 cho hàm số y bằng x cộng 3 chia x trừ 1 chọn khẳng định sai nha khẳng định sai hàm số này có mẫu gì đó thì mẫu khắc không nha như là x khắc 1 bài tập xác định là d bạn ra bỏ đi một hoàn toàn chính xác mày đúng rồi không có chọn nha đúng là không có chọn rồi bây giờ cái b liên quan đến độ hàm này độ hàm thử xem sao độ hàm thì lấy gì đây y phải bằng gì mẫu bình phương nha chúng ta lấy một đây một này là 3 này, 1 trừ 1 này biết được chưa? Đó chính là định thức nha. Chúng ta lấy 1 nhân 1 chính là trừ 1. Rồi 1 nhân 3 chính là 3 thêm vô trừ này chưa? Các bạn gì đây? Trừ 4 âm chưa? Âm. Vậy thì nó âm với mỗi khắc 1. Này hoàn toàn đúng. Không chọn, chọn cô sai mà. Đó bằng C. Đó bằng C thì đồng biến trên khoảng. Và cái này sai luôn. Bởi vì nó nghịch biến đúng chưa? Từ lọa luôn cái này sai đúng rồi, đúng rồi. Cái này nghịch biến đúng không? Mà đồng biến là sai rồi thì chọn chọn cho đoán C. Được chưa? Chọn cái sai mà. Còn đoán D gì đây? Đoán D thì nó tâm đối xứng. Tâm đối xứng chính là gì? Tâm đối xứng chính là vô điểm của tiệm cận ngon và tiệm cận đứng. Tiệm ngon như đây, tiệm ngon chính là y bằng 1 chưa? Tiệm cận ngon là y bằng 1 nè. Tiệm cận đứng trong mẫu bằng 0 y, x bằng 1 đúng không? Vậy thì tâm đối xứng chính là vô điểm tiệm cận ngon, tiệm cận đứng, tâm đối xứng chính là y nè, ngon là một x là một à, tông là một ngon là một à, ngân, ngân đứng là một và tông sánh chính là y một một và thì cái này đúng rồi không chọn đón không sai chính đó không c tiếp theo là câu 27 cho anh chóp x a b, c. có a phải cái này là a phải b phải á có A phải B phải có hai điểm a phải B phải lần lượt là trung điểm của A X B. khi đó tỷ số thể tích của X a với x với X a X A này, X A phải ai nha, B phải, C phải à đúng rồi A phải b phải c ta thấy chưa rồi thì cái này chúng ta sẽ áp dụng tỷ số thể tích được không ta vẽ cái hình nữa nè đây ấy đây a đẹp b đẹp c a phải là trung điểm của A đúng không rồi cái b phải là trung điểm của xb nhớ chưa thì người ta yêu cầu là tính tỷ số theo tích qua này x a b c với v x a phải b phải c thì nó bằng gì đây nó bằng x a phải chia x a nào H a phải này à, bằng x nhé À, XA chia XA phải ra ra phải nha x à XA chia x a phải nói ra a chạy ra phải nhân ở đây nhân cho xb nhân này xb này chia xb phải và nhân xc chia xc đúng không xc chia xc giống nhau màu là bỏ đi và còn như đây XA cho phải là XA phải là bằng 1, XA là bằng 2, vậy bằng, bằng 2 này, được chưa? Còn XB cho A phải là XB nó bằng 2. Gấp 2 lần XB phải đúng chưa? XB gấp 2 lần phải. Vậy này bằng 2 luôn. Kết quả là bằng 4. này? Vậy thì cái câu 27 này, đó án đúng này chính là đáp án C. từ chưa này? Nhớ là tỷ số tích cot của, của hình chóp ABC chia cho hình chóp X a phải b phải c là nó bằng bằng 4 còn nếu ngược lại nó là một phần tư nhớ chưa rồi đây nhớ dùm thầy này đây chính là a a phải b a phải b phải c nha chưa sửa lại như vậy này đây cái đáy này cái này chính là v x a phải b phải c Tiếp theo là câu 28. Cho hình chóp, cho hình chóp. X, có đáy là tam giác đều cạnh căn 2. X, A vuông góc với đáy và X, A bằng căn 3. Thể tích của, thể tích V của khấu chóp X, là. Thì nó cho đáy là tam giác đều rồi cạnh bằng căn 2. Còn chiều cao cho đầu luôn. Rất đơn giản luôn. V bằng đây. V chóp bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao bằng 1 phần 3 đáy chính là tam chất điều cạnh căn A thì chúng ta có là diện tích tổng chất điều thì bằng cạnh bình phương nhân căn 3 chữ 4 và bằng cạnh bình phương là căn 2 bình phương này nhân căn 3 điểm chia cho 4 nhân chiều cao là nhân cho căn 3 căn 3 nhân căn 3 bằng 3 rút còn cho 3 là hết chưa còn cái này là căn 2 bình phương là bằng 2 2 phần 4 là 1 phần 2 vậy V 1 phần 2 nha Do đó thì câu 28 chọn đáp án D. Tiếp theo là câu 29. Tìm tập xác định D của hàm số y bằng logarit số 3 của x bình phương trừ 4x cộng 3. Thì cái này là logarit số A của B chúng ta nhớ này Logarit số A của B. Thì điều kiện là gì? A lớn hơn 0. Phát 1. Còn B thì lớn hơn 0 nha. Vậy cái này chúng ta cho là x bình trừ 4x cộng 3 lớn hơn 0 x bình trừ 4x cộng 3 cho lớn không Cho lớn không thì ta giải ra a cộng b cộng c bằng 0. a bắt trớ với a cùng dấu lấy ngoài ít x lớn mấy? Lớn 3 x bán hơn một, Được chưa? x lớn 3 bán một 1. Vậy thì đoán đúng là chính là án đề rồi x lớn 3 nha, 3 đến cộng vô cùng là x lớn 3. Còn trừ vô cùng đến một nghĩa là x bán 1. Tiếp theo là câu 30. Cho hình chóp xabc có đáy abc là tam giác vuông tại a, ab bằng a nhỏ, ac bằng 2a nhỏ, xc bằng 3a nhỏ, xa vuông góc với đáy, xa chính là đường cao rồi đó. Tính thể tích của khấu chóp xabc thì cái này chúng ta sẽ làm gì đây? ta sẽ vẽ thôi, vẽ hình ra. Đây, hình chóp này xo bốn đáy nha Tờ hai ông đáy này x đây là a đây là b đây là c ab cho bằng a rồi ac cho bằng 2 a xc cho bằng 3 rồi vậy thì chúng ta cần tính cái gì đáy là vuông từ a rồi không nha vuông từ a là tính là xa xa ở vòng pitago là xc bình phương sẽ bằng gì xa bình phương cộng cho ac bình phương cho đó xa sẽ bằng căn bậc 2 của xc bình phương trừ cho ac bình phương Bài a 2 vậy xa sẽ bằng căn bậc hai đây xc bình phương nghĩa là 3 a bình phương là 9 a bình phương này trừ cho ac bình phương là trừ cho 4 a bình phương thì 9 a bình phương trừ 4 a bình phương là còn 5 a bình phương là a căn 5 xa là a căn 5 chưa còn có diện tích tam giác abc bằng gì đây vuông từ a cho đó 1 phần 2 ab nhân ac 1 phần 2 này ab nhân ac có nghĩa là a nhân a nhân 2a nha hoặc là nhân cho a nhân 2a thì bằng gì bằng a bình phương vậy v v bằng gì đây v chóp bằng gì 1 phần 3 diện tích đáy có nghĩa là 1 phần 3 của a bình phương nhân chiều cao là nhân a căn 5 thì nó ra là a mũ 3 căn của 5 chia cho 3 Vậy thì câu 30 đó đúng là đáp án A nha. A à, mũ 3 căn 5 chia 3. Tiếp theo là câu 31. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên cái đoạn là trừ 2 đến 2. Và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bay. Đây. Tìm số nghiệm của phương trình trị đấu fx bằng 1 trên đoạn là trừ 2 đến 2. Thì cái này chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị của hàm số trị đấu fx bằng một, dạ, của hàm số này chứ, xin lỗi Ta sẽ vẽ cái đồ thị của hàm số y uh, bằng trị đối của fx thì ra, đó. Chúng ta vẽ đồ thị này, chúng ta sẽ đi vẽ đồ thị của cái hàm số này y bằng trị đối của fx, nghe chưa? đó. Chúng coi, chúng ta coi như cái đây là sự tương giao, các phương trình này là chính là sự tương giao của cái đồ thị hàm số y bằng trị đối fx và đường thẳng y bằng 1 thì trên này đây chính là, là thằng này thấy không một này là chính là số 1 này rồi xem đây này bây giờ chúng ta đi ấy này chúng ta sẽ giữ cái đồ thị ở đây, trên trục hoành đúng không còn dưới trục hoành đấu xứng qua trục hoành nhá chưa giữ phần đồ thị trên trục hoành lấy đấu xứng phần đồ thị dưới trục hoành qua trục hoành đây chính x2 nha x2 này này đẹp đưa chưa nó thấy đây đêm này lật lên nha lật lên này lật lên nha yeah. đối xứng với đục quanh qua đục quanh phần dưới để bỏ giờ không tính nha nó bỏ đó còn cái này nè cái này là tay đục quanh đứng nguyên đúng không lật cái này lên đúng không lật lên là vậy thấy chưa nó đồ thị máy của mình là như vậy này ở đường này thấy chưa đó rồi đây chính đồ thị của hầm số đây giờ sẽ là hầm xe phải đi đây chính là xe phải này đó thì cái đường thẳng y một đây đúng không thấy giờ rõ ràng chưa y một này đây chính là đường y bằng một vậy thì cái cái số nghiệm của phương trình này chính là giao điểm của đồ thị c phải và đường thẳng y bằng một vậy em xem này cái đường thẳng y bằng một nó cắt các cái đồ thị nó mấy điểm này một điểm chưa một điểm này hai điểm này ba điểm này bốn điểm này, bốn điểm này năm điểm sáu điểm thấy chưa nó cắt lại sáu điểm đúng không một này hai này ba này bốn này 5 là 6. Cái đường thẳng y mẫu nó kết đồ thị xe phải tại 6 điểm, do đó thì cái phương trình này có mấy nghiệm? Có 6 nghiệm. Vậy thì câu 31 chọn đáp án đúng là đáp án B nha chưa? Rồi. Tôi chỉ cần vẽ cái đồ thị nó là xong. Tiếp theo là câu 32. Câu 32 là tìm giá trị thật của tham số M để phương trình 9 mũ x trừ cho 2 nhân cho 3 mũ x cộng 1 cộng cho m bằng 0 có hai nghiệm thực x1 x2 thỏa mãn x1 cộng x2 bằng 1 thì câu này nó chúng ta chỉ cần đạt cái t bằng 3 mũ x là xong đạt nha đạt t bằng 3 mũ x lưu ý là t phải lớn 0 cho nó hầm mũ nha nha thì lúc này chúng ta có gì đây cái 9, mũ x phải không sẽ là 3, 3 mũ x cái này chính là 3 mũ x tất cả bình phương này đúng chưa và này chính là T bình phương còn cái này chúng ta tách ra là thành gì đây nó thành là chỗ 3 mũ, 3 x 1 này thành là 3 x nhân cho 3 3 nhân cho từ 2 là bằng trừ 6 và trừ 6 nhân T trừ 6 T được chưa cộng cho M bằng 0 vậy chúng ta có này x 1 cảm thay bằng 1 thầy lấy cao số 3 lấy 3 mũ đúng không bởi cao số 3 hai vé này nó có là 3 mũ x1 x2 3 mũ x1 cộng x2 sẽ bằng gì? 3 mũ 1 được không? Đấy cao số 3 hay vế. Các em để ý nè. Đây. Chúng ta học từ lớp 6 rồi. Là A mũ M bằng A mũ N. Thì xây ra là M bằng N. Thấy chưa? Vậy giờ thầy có là x1 cộng x2 bằng 1. Thì thầy lấy ngược lại thôi. Lấy 3 mũ gì? X1 cộng x2 nó sẽ bằng gì? 3 mũ 1. Đồng ý chưa? Rồi. Mà cái này tương đương tiếp nè. Cái này chính là 3 mũ x1 nhân trong 3 mũ x2. Được không? 3 mũ x1 nhân 3 mũ x2 cho sẽ bằng là 3 mà 3 mũ x1 ấn với t máy T1 cho T là bằng 3 mũ x vậy 3 mũ x1 chính là T1 tương đương với T1. Cộng 3 mũ x2 chính là T2 vậy T1 nhân T2 bằng 3. Mà T1 nhân T2 chính là bằng gì? Tích 2 nghiệm bằng c/a. c/a chính là m/1 phải là m chia 1 bằng gì? bằng 3. Vậy là m bằng 3 chưa? Kết quả là m bằng 3. Và thì câu 32 chọn đáp án đúng là đáp án C. cầu tiếp theo là câu 33. Cho logarit ca số 10 của 3 bằng A, logarit ca số 10 của 5 bằng B. Tính logarit cơ số 6 của 1125. Câu này thì đơn giản chúng ta chỉ cần lưu cái logic số 10 của 3 bằng cái chữ A lớn trong cái máy tính đó. Còn logic số 10 của 5 bằng uh, chữ B lớn trong máy tính. Sau đó chúng ta lấy cái logic số 6 của 1125 trừ trừ tất cả đáp án. Đáp án là bằng 0 là ok. Rồi. Chúng ta sẽ bấm này, logic số 3, số 10 của 3 là bằng lưu chữ A lớn nha. Còn logic số 10 của 5 là lưu chữ B lớn. Sau đó chúng ta lấy cái logarit số 6 của 1, 1, 2, 5 này. trừ đáp án. Yeah. Rồi chúng ta bấm này. Rồi chúng ta bấm là logarit số gì đây? Cơ số 10 của 3. bấm là gà này chứ. Là gà này. Của 3 này. Bấm bàn này chứ. Bấm xếp tô. À, rồi tiếp tục. Logarit cơ số 10 của 5. Logarit cơ số 10 của 5 này ăn bè xếp xe tố b nha lừa đó lừa nó vào biến a biến b này. rồi và chúng ta lấy cái logic số 6 của 1 125, trừ đáp án logic số 6 này của 1 à, đêm trừ đáp án nha đáp án a trước này đáp án a là 2 a cộng 3 b chia cho 1 cộng à, chia cho a cộng 1 trừ b rồi 2 a này 2 a được chưa cộng cho 3B chia cho A cộng 1 A cộng 1 trừ cho B bằng không chưa rất là may mắn được chưa bằng 0 được chưa đúng không bằng 0 rồi bằng 0 thì đó đúng chính là đoán A thôi 33 chọn A Rồi. Tiếp theo là câu 34. Tìm M để hàm số y bằng X trừ M tất cả chỉ cần một đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng. Đây là hàm bậc nhất thì chúng ta tính đều hàm đi. Cho lấy không 0 là sao? Định thức của nó là 1 này trừ M này. Rồi đây là 1, 1 được chưa? nó mẫu là bình phương thì tính được là lấy 1 nhân 1 là 1 này lấy 1 nhân trừ m là trừ m thêm dấu trừ là cộng m cho lớn hơn 0. nha yeah. đồng biến là lớn hơn 0. lớn hơn 0 nghĩa là m nó sẽ lớn hơn trừ 1 vậy thì cái câu 34 đúng đúng ở đây chính là đáp án gì đây đơn b tiếp theo là câu 35 tìm tất cả các giá trị thật của của tham số m tìm tất cả các giá trị thật của tham số m để cho hàm số y bằng log base 3 của x bình trừ 2x cộng m cộng 1 có tập xác định là R thì cái điều kiện của này là là x bình này, trừ 2x cộng m cộng 1 sẽ lớn hơn 0. Chú ý nghe nha. cơ số a của b là chính là log cơ số a của b, b chính là x bình trừ 2x cộng m cộng 1 sẽ lớn hơn 0. Hệ số a lớn hơn 0 chưa? lớn không chưa yeah. một lớn không rồi do đó thì delta nó sẽ gì đây xác định với ra mà chưa yeah. delta phải nó sẽ bán không không delta phải là này chia cho hai là còn trừ một bình phương là một ra yeah, là một đi trừ ac là trừ cho một nhân mà càng một chính là trừ m, m trừ một bán không vậy thì lúc này gì đây mà nó sẽ gì mà nó sẽ chuyển màu xong bên phải đây một bằng không rồi vậy là mờ phải lớn không Vậy câu 35 đó đúng là chính là đáp án D nha, mà lên không. Tiếp theo là câu 36. Câu 36 này đề nó hỏi nói là tìm giá trị thật của tham số mà để đường thẳng D. Có phương trình là y bằng 2m 1 tất cả nhân x cộng 3 cộng m vuông góc, nó là vuông góc. Có đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình cộng 1. Thì để mà tìm được mở thì chúng ta phải tìm được cái đường thẳng đi qua hai điểm mặt trị thì chúng ta sẽ làm một cách làm có nhiều cách lắm chúng ta có hai cách rồi nha cách một tính độ hồng rồi tìm ra cái nghiệm sao là tìm hai cái điểm đó rồi viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm đó cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy a chi phải là chúng ta tìm được hai điểm mặt trị à, tìm đường thẳng được chưa cái phần dư chính là đường thẳng này chưa đây rồi thầy làm như hướng dẫn cái lòng này thầy tính được y phải bằng như đây chính là 3x bình phương được chưa? Trừ cho 6x. Rồi sau đó thì lấy y chia cho y phải. Rồi chia này. Y của mình chính là x mũ 3 trừ cho 3x bình phương cộng cho 1 không chưa? Cách xa ra cho nó còn x đây này, này. Rồi cái này chia cho 3x bình phương trừ 6x. Được không nè? Rồi xem đây. Chúng ta lấy x mũ 3 chia cho 3x bình x mũ 3 chia 3 x bình chính là bằng x chia 3 đồng ý không x mũ 3 này chia 3 x bình này chúng ta rút gọn x bình đây là còn là x chia 3 rồi x chia 3 nhân 3 x bình chính là bằng x mũ 3 x chia 3 nhân cho 6x nhân trừ số x đúng không nhân trừ số x chính là bằng trừ mấy trừ 2 này x bình phương rồi trừ nhau này hết chưa cái này là còn gì còn trừ x bình phương rồi chúng ta sẽ hạ một xuống Trừ bình phương mà chia cho Chia cho 3 bình phương thì bạn máy đây Trừ 1 phần 3 từ 1 phần 3 nhân cho 3 bình phương bằng bạn trừ x bình Rồi trừ 1 phần 3 nhân với trừ 6x là cộng cho Cộng với đây Cộng cho 2x Nó trừ nhau Cái này coi như là không trừ cho 2x được chưa Và trừ 2x này còn cái này hạ xuống là cộng 1 đây chính là phần dư nha cái phần này không chia được nha. cái này dư rồi cái này không chia hết cho cái này đó thì cái này chúng ta sẽ biết là các phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại tiểu chính là a bằng trừ hai cộng một Còn đây Bạn là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là gì đây a bằng trừ 2x cộng 1 yeah. cái đường thẳng này nó vuông góc với đường thẳng này đúng không đó thì uh, à, vuông góc thì cũng ta lấy a nhân a phải bằng trừ 1 thôi ta lấy 2m trừ 1 nhân với trừ 2 bằng trừ 1 yêu cầu bài toán tương đương là 2m trừ 1 này nhân với trừ 2 bằng trừ 1 bấm má nó có luôn 2m là 2x đó, trừ cho 1 nhân với trừ 2 bằng trừ 1 nha bấm xếp xuyên bằng 0,35 0,35 chính là 3 phần 4 vậy thì uh, m bằng 3 phần 4 tư này vậy câu uh, 36 chọn đốt ấn A nha 36 chọn A tiếp theo là câu 37 với mẫu A, B, X là các số thật dương thỏa mãn logarit số 2 của x bằng 5 logarit số 2 của a cộng 3 logarit k số 2 của b Mạnh đề nào sau đây đúng thì bây giờ chúng ta thấy này cái này là logarit nó cùng k số 2 rồi thầy đem cái số 5 lên mũ a à, ra và số 3 lên mũ b là xong vậy thì logarit số 2 của x sẽ bằng logarit số 2 của a mũ 5 cộng cho logarit số 2 của b mũ 3 và bên phải á, là cái này là đưa về tích được chưa là loric số 2 của a mũ 5 nhân b mũ 3 vậy thì loric số 2 của x bằng loric số a cái số 2 của a mũ 5 nhân b mũ 3 cái này chúng ta bỏ loric đi chưa thì còn là x bằng gì x bằng a mũ 5 b mũ 3 vậy vậy câu 37 đúng đúng ở đây chính là đúng gì đây đúng đen nha và bài chọn đi. Rồi tiếp theo câu 38. Cho khối chóp tam giác đều XABC có cạnh đáy bằng A, cạnh bay bằng 2A. Chóp tam giác đều thì đáy là hình đáy 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 tam giác đều điều chưa? Hình chóp tam giác đều là đáy tam giác đều. Cạnh bay bằng nhau chưa? Các cạnh bay bằng nhau. Cạnh đáy cho bằng A rồi chưa? Cạnh bay, bay là 2A. Tính thể tích. Rồi, phải hình ra cái hình nân cho đây. Rồi thì chúng ta sẽ có à, đá là ABC này. Chúng ta sẽ lấy trung điểm M ở đây. Rồi nấu qua AM qua. chỗ này chúng ta sẽ lấy ba phần ra Chúng chỗ này là hai phần này. vị trí hai phần này. cái chỗ vị trí hai phần á. chỗ vị trí hai phần chúng ta dựng đường cao đây. thẳng đứng này. chính đường cao hình chóp luôn nha nó chính là đường cao hình chóp. này. thì này đấy nó hơi sáu. chính là x. x ABC đây đây chính là ô nha nó ô chính là trang đường cao bây giờ vấn đề là chúng ta tính v đúng không v thì bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao đáy tính rồi diện tích đáy chính là cạnh bình phương nhân ba chia bốn còn chiều cao á, thì chúng ta gì đây chúng ta có gì đây cái cạnh bay là tất cả cạnh bay là bằng 2 a này vậy a chính là 2 a này chúng ta cần tính cái đoạn ô màu nữa là sao ở dụng Pitago tìm được xo các em xem này cái AO là bạn như đây 2 phần 3 2 phần 3 mà ra yeah. à mà đường cao quá tao nhắc điều ABC vậy thì AO này nó bằng 2 phần 3 ai mà ai mà thì bạn cạnh nhân cái 3 nha yeah. hoặc là bạn 2 phần 3 nhân A căn 3 chia cho 2 rút gọn cho 2 là bạn A căn 3 chia cho 3 nha A mà là A căn 3 chia 3 vậy tâm giác ấy OA vuông tại O rồi Do đó thì x a bình phương bằng x o bình phương cộng o a bình phương. Vậy thì x o sẽ bằng gì? Căn bậc hai của x a bình phương trừ cho a o bình phương. vậy x o bằng đây. kèm bậc hai của x a bình phương nghĩa là 4 a bình phương trừ cho a o bình phương nghĩa là trừ cho a căn 3 chia 3 tất cả bình phương. Chúng ta bấm máy. Căn của 4 này trừ cho này em mò mò ra dạ yeah, ở đây từ dây đây căn ba căn ba chia ba nha căn ba chia ba bình phương lên nha là bạn năm phần ba đúng không ồ bấm nhầm rồi cái mặt hai của bốn trừ cho mở ngoặc luôn này căn ba này chia cho ba này bình phương lên nha là bạn căn ba ba chia ba số hơn 6 và là vàng a căn 33 chia cho 3 cho phải có chiều cao cho có gì câu là xong rồi V bằng một phần3 diện tích đáy đáy nó chính là tam giác ABC điều cạnh a nhỏ cho bạn diện tích nó bàn cạnh bình phương nhân căn 3 chia 4 chiều cao có là căn 33 chia cho 3 Để bấm máy thôi phần 3 này nhân cho căn 3 chia 4 đúng không? Nhân căn 3 chia 4. Nhân tiếp cho căn 3 3 chia 3, 3. Thì nó bằng căn 11 chia cho 12. Bằng căn bậc 2 của 11 chia cho 12 này. Vậy thì câu 38 không đúng, đúng ở đây chính là đáp án ngay đây? Ông 3 nó nha, ông 3 căn 1 chia cho 12 đơn b nha, và tấm B. Tiếp theo là câu 39. Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng Vietcombank. Lãi suất ngân hàng không thay đổi là 75% trên năm. Nếu anh Nam hằng năm không rút lãi thì sau 5 năm, Nhớ là sau 5 năm nha lãi suất là 7,5 phần trăm trên năm này mà sau 5 năm số tiền anh Nam nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu nhá là kết quả làm tròn đến hàng nghìn hàng ngàn á thì chúng ta có này công thức là tiền này nha T là tiền T là tiền nha tiền mà thu được t, t gọi là tiền nhận được cả vốn lẫn lãi lẫn lãi rồi nha đó T lớn gọi là số tiền mà gồm cả vốn lẫn lãi á thì bằng số tiền mình gỡ này ai này nhân cho 1 cộng cho R phần trăm. Lãi suất là R phần trăm á. Mũ N, mũ N là 5. Dạ, yeah, 5 là 5. À, bài này là dùng năm bài thất bài khác là dùng tháng hay là quý được chưa bài này dùng năm này thấy chưa năm thấy chưa đây cũng năm luôn vậy thì chúng ta có gì đây tiền gửi vào là 100 triệu đúng không 100 thôi một hiểu rồi rồi nhân cho một lãi suất là 7,5% là cộng cho 7,5% n bằng 5 đúng không thay bằng 5 vào bấm máy tính thôi 100 này nhân nhân gì đây 100 nhân cho 1 cộng cho 7,5 phần trăm gió phần trăm đây Đâu rồi, đây đóng hoạt lại nghe chưa rồi mũ 5 ấn bàn

đây là câu cuối cùng đó. Nghiệm của Bắc Phương Trình. Hai logarit số 3 của bóng x trừ 3 cộng logarit số 1 phần 3 của 2x cộng 3 bán bằng 2 là. Thì câu này trước tiên chúng ta đã điều kiện cho. Điều kiện là dây. Cái B này lớn hơn 0 đó chưa. Đó cái này lớn hơn 0 lớn hơn 0 ấy. Cái này lớn hơn 0 thì x lớn hơn trừ 3 phần 2. Còn cái này lớn hơn 0 thì x sẽ lớn hơn 3 phần 4. Phải chọn 3 phần 4 về điều kiện là x sẽ lớn hơn 3 phần tư được chưa rồi với lúc này bắt phương trình nó sẽ tương đương tương đương gì đây nó tương đương với uh, logarit này chúng ta đưa con hai chưa hai này chưa và là logarit số 3 của 4 x trừ 3 tất cả bình phương được chưa nè được không và cái này chúng ta đổi nè, cái logarit của 1 phần 3 này đổi thành là trừ logarit số 3 của 2x cộng 3 và nó bán bằng 2. Cái này sẽ tương đương như đây? Cái này chúng ta nhớ công thức là logarit số a của b trừ logarit số a của của c đúng không? Thì sẽ bằng gì? Logarit số a của b chia cho c bằng logarit số 3 này của 4x trừ 3 tất cả bình phương đem chia cho 2x cộng 3. Và nó bán nói bằng 12. Chúng ta lưu ý là cái logarit ca số 3 lớn lớn 1 hơn Và cái này sẽ tương đương với 4x trừ 3 bình phương lên. Nó sẽ bán bạn ở Đây 3 mũ mấy? À, xin lỗi cái này 4 à, uh, trừ 3 có bình phương chia cho chia cho 2x cộng 3. Nó sẽ bán các bạn gì? 3 mũ 2 đúng không? Là bằng 9 bán chín à, tương đương gì đây tương đương với uh, 4 x 3 tất cả bình phương nó bán bằng bạn là nhân lên là 9 x 28 x này 9 x 327 cộng 27 luôn rồi chúng ta phá này ra chính là 16 bình phương này cái nào như đây 4 x 3 là 12 đúng không 12 x 2 là 24 trừ 24 chưa trừ 24 mà chuyển 18 qua là trừ 42 còn hôm cộng chiến chuyển 27 qua Chúng ta lấy Chiến uh, trừ 27 là còn bao nhiêu Chiến trừ 27 là còn trừ 18 Cái này sẽ bán bằng 0 Chúng ta giải cái này tìm được x Bấm máy nha Bấm máy tìm nghiệm cái đó Mốt 53 Cái này là 16 trừ 42 trừ 18 16 này Trừ 42 này Trừ 18 thì nó bằng là 3 với lại 3 phần trừ 3 phần 8 Bạn nghiệm nó là lấy trong nha À bắt trái giáo lấy trong Vậy là x sẽ lớn bằng trừ 3 phần 8 nhỏ bằng 3. Sau đó chúng ta kết hợp với điều kiện là x lớn 3 phần 4. Kết hợp nha với điều kiện suy ra gì đây. x lớn 3 phần 4 đúng chưa? Mà x lớn hơn cái này x lớn hơn bằng trừ 3 phần 8 nhỏ bằng 3. Thì chúng ta sẽ lấy cái lớn nhất là sẽ là x lớn hơn 3 phần 4 bán bằng mạng 3. Vậy thì câu 40 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B nha, đáp án B phân được chưa bài giảng có thể đến đây xin tạm dừng cảm ơn các em đã theo dõi hẹn gặp các em ở bài giảng tiếp theo chào tạm biệt các em